Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mẹ Bỉm Sữa của mình. Thì như ba mẹ cũng biết là hiện tại bây giờ đang trong mùa dịch, cho nên là các con không có đến trường đi học và nhiều ba mẹ cũng phải chuyển công việc là từ văn phòng và làm việc ở nhà. Và đây cũng là một trong các vấn đề mà được ba mẹ đang rất là lo lắng, vì không biết sẽ phải giúp con hoạt động như thế nào và giúp con có thể chơi vui vẻ mà ba mẹ cũng có thể làm việc được. Thì trong cái video ngắn ngày hôm nay, ngoài việc mà mẹ Xu Hào sẽ cùng với là ba mẹ chia sẻ lại các hoạt động của Xu Hào, và mẹ Xu Hào cũng muốn là thông qua đây ba mẹ cũng có thể là chia sẻ lại các hoạt động của các bé nhà mình để mẹ Xu Hào cũng có thể học hỏi thêm, để có thể giúp cho Xu Hào có nhiều thêm các hoạt động mới, các trò mới để con có thể là vui chơi và học hỏi được nhiều, và cũng có thể giúp con là tránh xa được các thiết bị điện tử như là iPad, điện thoại và TV thông minh. Theo Hiệp hội Nhi khoa Mỹ, trẻ dưới 2 tuổi thì không nên cho trẻ tiếp xúc nhiều với lại điện thoại, TV và iPad. Nó có thể làm thay đổi nhận thức ở trẻ. Thực tế mà nói thì đây là một trong các quy định rất là khó khăn, bởi chính cha mẹ cũng đang bị các thiết bị này vây quanh. Thì vậy thì chúng ta phải nên làm gì? Có thể giúp bé tránh xa các thiết bị này bằng cách là chúng ta sẽ tạo ra các hoạt động vui chơi trong một ngày cho bé, để bé có thể là được, để cho bé có thể là phát huy hết các vận động tinh, vận động thô và khả năng giao tiếp của bé, đặc biệt là đối với các bé là dưới 2 tuổi. Thì cái đầu tiên đó là mà mẹ Xu Hào muốn chia sẻ, đó chính là để có thể tạo cho con một ngày có thể là vui chơi thỏa thích hết tất cả các hoạt động này, thì đầu tiên đó là ba mẹ sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con. Nhưng mà ba mẹ phải nhớ là tùy mỗi bé sẽ có cái biểu hiện và đang cần các nhu cầu như thế nào, thì mình sẽ mua cho bé các đồ chơi phù hợp với lại quá trình phát triển của bé, cũng như là phù hợp với lại cái điều kiện tài chính gia đình. Và các đồ chơi mà phù hợp với các bé mà dưới 2 tuổi như Xu Hào thì mẹ Xu Hào lựa chọn các đồ chơi như là lắp ráp nè, chơi trò chơi Rubik nè, và dẫn Xu Hào đi tập thể dục, và xen kẽ các hoạt động như là sẽ cho bé là vẽ và tô màu, cũng như là chơi các trò chơi tranh cát. Và yếu tố thứ hai nữa đó chính là ba mẹ phải dành thời gian để chơi cùng với con, và ba mẹ cân bằng cái việc chơi tự lập và chơi có định hướng. Tại vì hiện tại là các bé mà dưới 2 tuổi, cái sự tư duy của con nó chưa có được phát triển lắm, cho nên chính bởi vì như vậy nên là con vẫn cần một người có thể là định hướng cho con cái cách chơi, để tránh tình trạng là con không chơi được cái trò chơi mà mẹ đã mua về cho con. Như bé Xu Hào nhà mình đó thì anh ta là cũng hơi cọc, cho nên là nhiều lúc mà anh ta chơi các món đồ mà mẹ đưa cho chơi tự chơi thì chưa có chơi được, cho nên là anh ta cáu và anh ta có thể là ném đồ, vứt đồ. Cho nên là cũng chính bởi vì như vậy nên là sau thấy cái hành vi của con như vậy thì mẹ Xu Hào mới nên ba mẹ sẽ phải cân chỉnh cho con cái việc là mà con chơi tự lập và chơi định hướng để con biết cách chơi. Thứ ba nữa đó chính là khi mà con chơi á, thì môi trường xung quanh con chơi và cũng như là các đồ chơi của con thì ba mẹ sẽ thống nhất để ở một chỗ, để có thể dạy cho con biết cách dọn dẹp. Khi con chơi thì con có thể lấy ra, rồi sau đó khi con chơi xong thì con sẽ tự giác mà gom đồ và cất đi. Và yếu tố thứ tư nữa đó chính là khi mà quá nhiều đồ chơi như vậy á, thì ba mẹ sẽ làm gì cho con? Vậy thì ba mẹ sẽ cho con một cái mỗi một khung giờ thì con có thể là chơi trò này, để dạy cho con biết là giờ này là giờ nào con có thể làm việc gì, chơi trò chơi gì, để tập cho con một cái tính là giờ nào làm việc ấy. Sau khi thực hiện hết 4 cái điều trên rồi thì mẹ Xu Hào bắt đầu là sẽ chọn cho Xu Hào các hoạt động phù hợp với độ tuổi của Xu Hào để có thể là Xu Hào sinh hoạt trong một ngày. Thì cái hoạt động đầu tiên mà sau khi ngủ dậy đó chính là đi bộ. Đây là một trong các hoạt động ngoài trời mà mẹ Xu Hào nghĩ rất là cần thiết, vì đây sau này có thể tạo thói quen cho Xu Hào sau khi lớn lên thì mình biết tập thể dục để cải thiện sức khỏe của mình. Các hoạt động ngoài trời có thể giúp con khám phá những thứ xung quanh, và đặc biệt là đôi mắt của con có thể là được tiếp xúc với ánh sáng ban ngày trực tiếp. Và trong quá trình đi bộ như vậy thì con có thể lang thang chỗ này chỗ kia, ngắm nhìn những chiếc lá, ngắm nhìn những cái cành cây khô, và con có thể thoải mái đi bộ. Đây cũng là một trong việc mà tiêu hao calo rất là nhiều chưa, để có thể giúp con ngon miệng. Và sau khi Xu Hào đi bộ về xong thì mẹ Xu Hào tiếp tục là cho Xu Hào chơi các trò chơi trí tuệ như là bộ môn lắp ráp. Thì Xu Hào cực thích cái bộ môn này,
ban đầu thì Su Hào chưa có biết lắp râu, chỉ mới lắp được một cái hai cái thì bị đổ. Nhưng sau khi mà cứ tiếp tục mà chơi kiên trì như vậy thì Su Hào có thể lắp được lên cao và tự mình lắp rất là tốt. Và tiếp theo nữa thì sau khi lắp ráp xong thì mẹ Su Hào sẽ cho Su Hào chơi Rubik. Rồi sau khi chơi Rubik xong thì đã đến giờ ăn cơm trưa. Và đến chiều sau khi ngủ dậy thì Su Hào có thể là chơi thêm các trò chơi là vẽ, hội họa để giúp con có thể tăng thêm cái khả năng cử động cổ tay cũng như là các ngón tay được khéo léo và có thể phân biệt được màu sắc rất là tốt. Và có thể là thêm các trò chơi như dán sticker lên tường. Mình hy vọng là qua cái video ngắn này có thể giúp cho ba mẹ có thêm cái sự gợi ý về các hoạt động dành cho trẻ dưới 2 tuổi như Su Hào. Qua đây thì mẹ Su Hào cũng có thể là được mong mỏi là được ba mẹ là có comment và cũng như là chia sẻ thêm các hoạt động của các bé ở nhà để mẹ Su Hào có thể có học hỏi thêm để có thể tạo điều kiện cho Su Hào. Đến đây thì mẹ Su Hào xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ba mẹ. Thì ba mẹ hãy nhớ nếu có yêu thích kênh của mẹ Su Hào thì hãy nhấn theo dõi để mẹ Su Hào có thể ra tiếp những cái chủ đề tiếp theo để có thể là cùng với ba mẹ thảo luận cũng như là có thể tạo điều kiện cho các bé có thể học hỏi thêm. Nhớ nhấn vào theo dõi kênh của mẹ Su Hào. Mẹ Su Hào xin chào, hẹn gặp lại. Bye.